Kim ngư vừa bén chiên đàn, cắm sông pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thần mây bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền. Pháp thân toàn thân tiền, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to, cấm cô độc nữa xa về. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bưng trưởng lão xa lời Phật. Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà. A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hàng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát. Cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ. Đức Phật báo ngài Trưởng Lão Xa Lợi Phật rằng: Từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cừng Lãng. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cừng Lãng?
có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, dưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng vâng ở phương khác đến giờ ăn liền trở về. Đi kinh hành Xá Lợi Phân cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng, và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xá Lợi Phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra, vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá Lợi Phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xá Lợi Phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao, và đóng mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu.
Thế như trăm nghìn tư nhà đồng, một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Xá Lợi Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, Xá Lợi Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xá Lợi Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kim, nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật Đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, Xá Lợi Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên, thành Phật đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tinh đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi, chuyện trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xá Lợi Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ Xá Lợi Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xá Lợi Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chẳng trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xá Lợi Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng Xá Lợi Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng
có đấng a xung bề Phật Tu Di Tướng Phần Đại Tu Di Phần Tu Di Quang Phần Diệu Âm Phần Hằng Hà Sa Số Những Đức Phần Như Thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chưa bằng xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hồ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư phật sở hộ niệm này xa lời phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thượng phật hương quang phần đại diệm kiên phật tàn sanh bửu hoa nghiêm thân phật ta la thọ vương phật bảo hoa đứng phật kiên nhưng thiên nghĩa phật như tu di chân phật hằng hà sa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng
dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xin tán băng cả tư nghị công đức những tiếng chư Phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những tiếng chư Phật xa hồ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng văn khởi những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời vâng cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phần nói xa lời phần nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phật cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời mãi nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất khó đức phật nói kinh này rồi ngài xa lời phong cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra. Bồ phí tâm kinh tâm trí huệ thân thân rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh
Đại lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng có bài đích đăng. Hàng Bồ Tát chánh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy, hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác công. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy. Nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại tường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhận giới. Biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hánh chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là chi có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố. Từng xa lìa mộng tưởng đảo điên, âm không rộn ráo chưa duyên. Niết bàn quá chứng chân hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân. Mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì cần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần. Trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng. Ba đê cầu a cầu a đê đa đa ni đê
cầu hà đêm. Đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma a dạ đế chân năng càng đế ta bài. Đại từ đại bi thường chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chi tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Đa Báo Như Lai, nam mô Bảo Thắng Như Lai, nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, nam mô Ly Bố Quý Như Lai, nam mô Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi tín chánh đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Đại Chúng Bồ Tát. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen thân tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh. Hằng ngày tai thính tiếng mừng đường vua nên anh. Mùi quen người mùi thơm bất tận, lời dền theo lắm chuyện gây go. Thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trùng. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển xấu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam động quy tam bảo. Phật giới căn chuyên trì chú đáo.
nhưng tận cùng trong lễ vô minh là chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đặng tự giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh công quang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hạnh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phận chúng sanh tấn thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới để cho vị đạo tràng mười phương
Phật báo hào quang sáng ngời. Trương bao tỏa thân con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo hồn. Chí tăng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn thể Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà có nghe như vậy. Một thuở nọ đứng phần ở nơi vườn kỳ to cắm cô độc nữa xa về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo. Câu hỏi đều là trưởng lão xa lời Phật Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phần cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đổ tám công đứng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấm. Bàn bàn lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tời ánh sáng xanh. Sáng vàng tời ánh sáng vàng, sáng đỏ tời ánh sáng đỏ, sắc trắng tời ánh sáng trắng.
trắng màu nhiệm thơm tho trong rành. Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con đêm cúng dường mời muốn ân đấng vâng ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân coi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Khi như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng Phật thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Ta lời vâng lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải
bài kinh đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời Phật Ngài không coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh Bồ Xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúng lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúng trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật
Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số nhân đức Phật, như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm tâm cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh thân tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này. Ta lời phân thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật tha hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên tình chứng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tàn sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di chân Phật hằng hà sa cho những đứng Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức nhưng thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được thông thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đấng Phật nói. Trả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước
kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật. Cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật. Như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó, cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, ngài trả lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bộ phía tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chánh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng
không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chỉ đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng, ba đê ba đê cầu a cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta ba ni ba ni ba đê cầu a cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta ba. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Thầm Phương Thượng Trú Tam Bảo, Nam mô Thầm
Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyền cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mừng đường vua nên anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyện xấu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng công quang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trở phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, vô nguyện tội chương tất tiêu trừ,
Thế Thế Thương Hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng Cư Phẩm Liên Hoa Vi Phù Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Phân thôi Bồ Tát Vi Bàn Lỡ, nguyện Di Thử Công Đức Phổ Cầm Nhưng Thế Ngã Đẳng Giữa Chúng Sanh Giới Công Thành Phật Đạo. Tự quy Đại chúng